Dịch vụ nhà rẫy Đắk Nông trân trọng kính chào quý bà con cô bác nhé. Hôm nay thì dịch vụ nhà rẫy Đắk Nông xin gửi đến quý bà con một mảnh đất rất chi là đẹp nhé. Mảnh này là ôm chân hồ nhé. Đây là con đường ở trên đầu đi vào mảnh đất nhé. Đi qua một cung đường rừng thông rất chi là đẹp nhé. Mộng mơ luôn, như kiểu Đà Lạt luôn. À, từ cái con đường này đi vô mảnh đất ấy là chỉ có 800 mét thôi. Mảnh đất này thì cách quốc lộ 14A ấy là 2 km. Cách thị trấn ấy là 2,5 km. Đường đi vô mảnh đất là đã được rải đá mi rồi nhá. Đấy. Bây giờ mình sẽ vô quay mảnh đất cho quý bà con xem nhé. Mảnh đất này thì diện tích ấy là được 1,1 hectare nhá. Trong sổ cũng là 1,1 hectare luôn. Đất nằm tại xã Nam Giang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Trên đất là trồng đông đặc tiêu nhé. Như tiêu năm nay cũng phải được hơn 2 tấn. Tiêu cũng tương đối là đẹp. Ở phía dưới là tiêu tơ. Còn phía trên là tiêu đã đi vào kinh doanh rồi. Mảnh này thì đất đỏ ba gian. Có thể xem một số loại cây ăn trái như là sầu riêng, bơ, mít. Rất thích hợp để nghỉ dưỡng nhé. Phía đối diện mình ấy là hai mảnh đất cúng view hồ. Tuy nhiên thì bên đó thì bán tương đối là mắc. Một mảnh thì có 1,4 hectare thôi. Mà hiện tại đang bán với giá là tỷ 8. Mảnh bên cạnh thì 2 hectare cũng bán với giá là 2,5 tỷ. Xung quanh hồ này thì chỉ còn mỗi mảnh này là giá rẻ và hợp lý. Diện tích của mảnh này là 1,1 hectare nhé. Chủ nhà đang cần bán với giá là 1,4 tỷ nhé. Giá này có thương lượng như quý bà con. Mảnh đất tương đối là thoải thoải đều nên rất thích hợp để làm nghỉ dưỡng. Có thể từ trên đầu đường ấy, quý bà con có thể đổ một con đường bê tông đi thẳng xuống chân hồ được. Nói chung là mua mảnh này thì cũng đây là cũng mảnh cũng đầu tư cũng hợp lý. Ở phía dưới đây là ngày xưa là nó có một con đường mòn ở phía dưới, nhưng mà hiện tại thì người ta làm đường ở trên đầu rẫy rồi, là ở dưới là chỉ là chân hồ thôi. Nước dâng lên đấy. Tuy nhiên thì đoạn dưới này là tương đối là bằng nhá. Ở dưới gốc cây này. Đó. Ở đây mà làm một cái chòi, xây một ngôi nhà nhỏ ấy. Đấy. Xung quanh là một vườn rau thì tuyệt vời. Chân hồ tượng của mảnh đất này là thế đất nở hậu nhé. Chân hồ tương đối là rộng. Khoảng được hơn 60 mét mặt hồ. Đấy. Ở dưới đây như cái khoảng cà này là khoảng bằng có thể trồng rau được này. Trồng trọt chăn nuôi và nuôi nuôi ít gà nhất rồi. Nghỉ dưỡng là tuyệt vời. Mảnh đất này thì cũng rất gần với lại quốc lộ 14A và thị trấn thôi nhá. Từ đây đi ra thành phố Giang Nghĩa là mất khoảng 25 km nhá. Đấy. Ở phía bên kia là người ta câu cá rất nhiều này. Nói chung là bên đối diện, phía đối diện là người ta toàn đất đã có chủ hết rồi. Chỉ xung quanh hồ này là chỉ còn mỗi mảnh này là đang cần bán thôi. Chủ nhà cũng mới hô bán nhé. Quý bà con mà quan tâm ấy thì xin liên hệ đến kênh nhà rẫy Đắk Nông qua số điện thoại là 0359 048 555. Trân trọng cảm ơn quý bà con, cô bác đã theo dõi.